Xin chào các bạn. Ở video này thì dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn là cách xử lý hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế và có sai sót. Theo cái thông tư 78 và nghị định 123. Thì theo cái nghị định 123 tại cái điều 19 về cái nghị định 123 đây. Các bạn kéo xuống cái điều 19. Điều 19 là xử lý hóa đơn có sai sót. Trường hợp người bán phát hiện là hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu 04 sai sót là hóa đơn điện tử phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn thay thế. Hóa đơn đã lập để gửi của người mua, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. Đây là trường hợp mà người mua, người bán xuất hóa đơn và chưa gửi cho người mua. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện sai sót thì xử lý như sau. Trường hợp A đó là trường hợp mà có sai sót có tên và địa chỉ của người mua nhưng không sai sót về mã số thuế và các nội dung khác. Không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và không phải lập hóa đơn lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế việc hóa đơn điện tử có sai sót theo mẫu 04SS sai sót hóa đơn điện tử phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định này trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nếu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn điện tử chưa có cơ quan thuế. Thế mà khi mà các bạn gặp cái trường hợp mà xuất hóa đơn mà có sai sót ấy, thì các bạn gửi thông báo cho cơ quan thuế. Tùy trường hợp mà các bạn gửi thì cần phải hủy hóa đơn hoặc là các bạn cần điều chỉnh thông tin hóa đơn. Thì đây chính là cái phụ lục IA này. Đây chính là cái phụ lục IA ban hành theo cái nghị định 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. Thì mẫu 04SS là hóa đơn điện tử là thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo cái điều 19. Thì đây chính là cái mẫu 04 sai sót này, hóa đơn điện tử này. Đó là cái mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót. Các bạn cần lập cái hóa đơn mẫu 04 này khi mà hóa đơn của bạn có sai sót. Nếu mà trường hợp các bạn mà dùng hóa đơn điện tử của Misa thì các bạn đăng nhập vào cái tài khoản hóa đơn điện tử của Misa như thế này, sau đó các bạn vào chỗ thông báo hóa đơn điện tử có sai sót này, các bạn vào lập mới, các bạn tìm cái giai đoạn hóa đơn điện tử của các bạn mà có sai sót đấy. Bạn tìm đến cái số hóa đơn của các bạn thì đây nó sẽ ra cái số hóa đơn của các bạn mà các bạn cần điều chỉnh hoặc là cần thông báo với cơ quan thuế. Các bạn nhấn đồng ý thì đây nó sẽ ra thông báo hóa đơn điện tử có sai sót. Đến đây thì các bạn thấy cái loại thông báo này, thông báo của người nộp thuế hoặc là thông báo của người nộp thuế theo cái thông báo giả soát của cơ quan thuế. Khi mà cơ quan thuế chưa gửi thì cho các bạn thông báo giả soát, tức là các bạn phát hiện ra cái sai sót này, các bạn gửi cho cơ quan thuế thì các bạn tích ở chỗ là thông báo của người nộp thuế. Còn trong trường hợp mà các bạn không phát hiện ra sai sót mà cơ quan thuế giả soát và gửi thông báo sai sót đến cho các bạn thì các bạn tích ở chỗ thông báo người nộp thuế theo cái thông báo giả soát của cơ quan thuế đây. Đấy. Thì đây sẽ ra cái thông báo, số thông báo của cơ quan thuế về cái giả soát sai sót. Đây là cái ngày ra thông báo. Còn nếu trường hợp mà các bạn là tự phát hiện ra thì tích ở chỗ là thông báo của người nộp thuế. Đến đây các bạn là thấy các cái mẫu mã của cơ quan thuế này, ký hiệu và cái số hóa đơn và ngày nộp hóa đơn là đã lấy theo cái hóa đơn mà các bạn chọn ở trên rồi, cái loại hóa đơn. Còn ở đây là cái điều chỉnh hủy hoặc là thay thế giải trình thì các bạn tích vào đây. Tùy thuộc vào các trường hợp sai sót của hóa đơn của các bạn mà các bạn chọn ở chỗ là hủy hóa đơn này, điều chỉnh hóa đơn, thay thế hóa đơn hoặc là giải trình cái thông tin. Sau đó thì các bạn sang bên cột lý do này, các bạn ghi cái lý do ở đây. Cuối cùng là các bạn cắm chữ ký số và gửi ra cơ quan thuế.
Như vậy là vừa rồi là dịch vụ của Tuấn Vĩnh Phúc đã chia sẻ với các bạn là cách các bạn xử lý cái hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mà gặp sai sót. Các bạn đọc cái thông báo sai sót mẫu 04 gửi ra cơ quan thuế. Các bạn đang xem video, nếu gặp những cái trường hợp nào mà sai sót về hóa đơn điện tử thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới video này, tôi sẽ trả lời để chia sẻ giúp đỡ các bạn. Các bạn đang xem video mà thấy video hay hữu ích, vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo.